Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi là diễn nhôm Owin và hôm nay diễn rất vui khi được về trực tiếp tại nhà xưởng sản xuất của anh Chiều, có địa chỉ tại phường Gia Sảng, thành phố Thái Nguyên. Và cảm ơn anh Chiều rất nhiều. Trong quá trình vừa qua thì anh em đã gặp nhau và định hướng cũng như là chia sẻ cho anh về mục tiêu cũng như là tầm nhìn của anh em trong thời gian tới là chúng ta sẽ hợp tác và phát triển cái dòng cửa nhôm Owin tại thị trường thành phố Thái Nguyên và toàn tỉnh Thái Nguyên. Và hôm nay thì em review trực tiếp nhà xưởng của anh trên kênh YouTube và sẽ giới thiệu đến quý vị khách hàng nhà xưởng của anh Chiều đang trong quá trình anh cải tạo, nâng cấp và sửa chữa. Ngày trước thì là một quy mô nhà xưởng dao động vào khoảng 300m2 anh nhờ. Đúng rồi. Và đến giai đoạn thời điểm hiện tại bây giờ thì anh đã nâng cấp nó lên đến 1200m2 rồi quý vị. Một bộ mặt hoàn toàn mới. Và anh Chiều có thể chia sẻ một chút cảm nhận của anh, cái cơ duyên anh em mình gặp nhau và em chia sẻ và định hướng cho anh về mục tiêu trong cái thời gian tới anh em mình hợp tác. Vâng, xin chào quý vị. Hôm nay chúng tôi cũng rất vui là được đón anh Diễn, giám đốc công ty Owin lên thăm và khảo sát và bàn về chiến lược phát triển sắp tới của đơn vị chúng tôi. Chúng tôi đã thi công được công trình cũng hoàn thiện đến tầm 70-80% và cũng đang đi vào những cái giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để cho có một showroom theo một quy chuẩn của công ty. Vâng, và chia sẻ đến quý vị là khi mà Diễn gặp anh Chiều và anh Chiều gặp Diễn thì về cơ bản là anh em cũng là một trong những người anh em rất là tâm huyết với lĩnh vực nhôm kính. Và khi mà Diễn về Diễn khảo sát cái nhà xưởng của anh ấy thì về cơ bản là anh cũng rất là nhiều việc quý vị ạ. Đó, và thực tế ra là anh chưa tập trung vào một lĩnh vực nào cụ thể. Và khi mà mình về mình khảo sát cũng như là mình chia sẻ định hướng cho anh, định hướng tất cả lại cho anh. Và anh đã cảm thấy cái mô hình, cái quy mô cũng như là cái chiến lược phù hợp. Và anh đã quyết tâm bắt tay vào và anh hành động. Và sau đây thì anh em mình cũng sẽ mời quý vị khách hàng đi trải nghiệm cái quy mô nhà xưởng mình đang set up anh nhỉ. Rồi mời kính mời quý vị cùng theo chân hai anh em mình đi một vòng quanh xưởng để cảm nhận về cái diện tích xưởng của bên mình. Ok ạ. Thì quý vị có thể quan sát là ở khu vực này là cái khu vực nhà xưởng cũ đây phải không anh? Đúng rồi, đây là khu vực nhà xưởng cũ. Mình làm thì ngày xưa thì mình cứ dựng một cái nhà xưởng lên về cơ bản là cũng không chú trọng về cái khâu tổng thể nhiều đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, và mình dựng lên và mình làm. Sau đó mình cứ nâng cấp dần. Đó, nhưng mà lần này là một lần gọi là nâng cấp để sử dụng đến tầm nhìn là 10 năm đúng không ạ? Đúng rồi. Đó là một cái tầm nhìn sẽ hoàn toàn khác quý vị nhé. Đó, và quý vị có thể quan sát là khu vực nhà xưởng cũ của anh ở đây thì cái mái tôn cũ này nó cũng dao động khoảng 300m2 quý vị ạ. Đó, và ở cái khu vực này thì cơ bản là anh Chiều anh ấy cũng đã trang bị rất là nhiều các cái công nghệ máy móc hiện đại quý vị ạ. Anh Chiều có thể chia sẻ đến quý vị khách hàng là ở đây là mình đang có mấy con máy, hiện tại là máy là đang sử dụng là những cái dòng máy gì ạ? Giới thiệu với quý vị là như đơn vị bên đơn vị mình cũng đã trang bị như hai con máy cắt hai đầu. Vâng. Đều là lưỡi cắt là 550. Lưỡi cắt 550 là phục vụ cho những bản nhôm to. Vâng. Đấy, và cái lưỡi cắt 550 là một trong những cái bản em nghĩ là cái đường kính của lưỡi là cũng đang là to nhất ở trên thị trường rồi anh nhỉ. Vâng. Bởi vì là cắt những cái dòng cửa nhôm thủy lực thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái bản cánh to, và khuôn bao bản 200 thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái dòng máy lưỡi cắt có đường kính rộng quý vị nhá. Ở bên này là một con máy cắt cơ phải không anh? Đây là cũng là con máy cắt thay đầu nhưng mà vâng, lưỡi đang là lưỡi 450. Đó, và anh nâng cấp thêm một con này là cắt vẫn cơ bản vẫn là rất là chuẩn chỉ và chính xác quý vị nhá. Nhưng mà do nhu cầu của anh là anh mở rộng cái quy mô thì anh nâng cấp lên một con máy tiếp theo là con máy, đây là con máy cắt CNC. Vâng thưa quý vị, đây là một con máy cắt CNC lưỡi 550 và 550. Khá là hiện đại, máy móc công nghệ rất là hiện đại quý vị ạ. Nhìn cái khung gầm bệ này của máy là mình đã thấy là cái độ chất của máy rồi. Đấy, nên là
ở cái giai đoạn này thì các đơn vị sản xuất những cái dòng cửa nhôm cao cấp thì chắc chắn là anh em sẽ phải trang bị đầy đủ hết các cái công nghệ máy móc hiện đại của viện. Bởi vì là nếu mà tay nghề chúng ta tốt nhưng ngược lại là máy cắt không chuẩn thì chắc chắn là sản phẩm cho ra thị trường nó cũng không được nét quý vị ạ. Đó, và khu vực bên này là con máy hơi phải không anh? Máy hơi, máy nén khí. Bên kia là con máy phay đố và ở góc bên ngoài kia là con máy quét khóa CNC. Đấy, ép góc quét khóa CNC. Đó, và quý vị có thể quan sát tổng thể thì bởi vì là đây là trong quá trình anh đang nâng cấp cải tạo nên là nó cũng không được gọn gàng lắm quý vị ạ, bởi vì là mình sẽ chưa set up bố trí hết lại. Đấy, nên là quý vị nhìn bên này, khu vực bên này là khu vực tổng thể nhất đây quý vị nhá. Khu vực bên này thì anh chiều anh sẽ nâng cấp cái nhà xưởng với cái quy mô là hơn 1.000 mét vuông ở đây. Là quý vị có thể quan sát là anh làm những cái hệ thống sàn tầng 2. Khu vực trên tầng 2 này là anh sẽ thiết kế là để làm gì đấy ạ? Giới thiệu với quý vị, đây là khu vực sàn trên tầng 2 là sẽ là văn phòng làm việc và showroom trưng bày những sản phẩm của Uwin. Vâng. Tức là nguyên một cái sàn tầng 2 này chạy cua hình L ra ngoài bên kia là mình sẽ thiết kế là để phòng làm việc của giám đốc này và showroom ở trên khu vực ở bên này đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, quý vị có thể quan sát là khi mà anh em chúng tôi set up một cái nhà xưởng sản xuất đảm bảo đúng cái tiêu chuẩn của công ty hãng nhôm Uwin đưa ra thì quý vị có thể quan sát là tất cả các chi nhánh trên toàn quốc của chúng tôi thì đầu tiên là phải đáp ứng về cái tổng cái mặt bằng, bởi vì là diện tích chúng ta phải rộng thì chúng ta mới bố trí nó mới khoa học được. Nếu mà diện tích chúng ta hẹp quá thì chắc chắn là chúng ta bố trí một cái nhà xưởng nó sẽ không được bài bản và chuyên nghiệp, đúng không anh Chiều? Đấy. Và trước khi mà anh làm cái nhà xưởng này thì về phía công ty thì hỗ trợ anh những cái về cái khâu gì ạ? Thực ra thì giới thiệu với quý vị là mình cũng là rất là may là khi được gặp anh Diễn, công ty Uwin hỗ trợ cho bên mình là từ thiết kế, set up mọi thứ, nói chung là rất là bài bản và chuyên nghiệp. Vâng. Đấy là khi mà mình giống như mình xây một căn nhà đúng không anh? Đúng. Mình xây một căn nhà thì đầu tiên là mình có ý tưởng đã. Mình có ý tưởng trong đầu là mình muốn nó xây nó như thế nào. Đó, và khi mình đã có ý tưởng rồi và mình cũng phải có một cái quỹ đất đủ để mình làm đúng không ạ? Đó, và quỹ đất của anh thì em thấy là diện tích nó khá là rộng. Đó, và chúng ta xây nhà mà chúng ta không có thiết kế thì chắc chắn là lên tổng thể nó cũng sẽ không được đẹp và bố trí công năng sử dụng nó cũng sẽ không phù hợp. Đấy, nên là khi mà em hợp tác với anh thì công ty sẽ thiết kế cho anh một cái bộ thiết kế tổng thể về cách bố trí khu vực văn phòng trên tầng 2 và khu vực để máy móc quý vị nhé. Đấy, rất là bài bản quý vị ạ. Đó, và cái khung nhà xưởng này thì hiện tại là anh chỉ có thể chia sẻ đến khách hàng là cái diện tích của cái cột, cái tổng cái chiều cao của cái cột này là mình đang để là bao nhiêu ạ? Giới thiệu với quý vị cái cột của nhà xưởng này là mình đang để cao 7m. 7m chiều cao. Đó, và quý vị có thể quan sát là một cái nhà xưởng mà chúng ta thiết kế là nó cao thì nhìn nó rất là thoáng quý vị ạ. Nếu mà chúng ta làm nó dao động khoảng 5 đến 6 mét thì nó vẫn thấp. Đấy, nên là theo như Diễn đánh giá thì về cơ bản là anh Chiều anh ấy để cái khẩu độ chiều cao là 7 mét như thế này thì rất là tuyệt vời rồi quý vị ạ. Đỉnh của mái thì chắc cái dao động khoảng 8 đến 9 mét anh nhỉ? Vào xấp xỉ 9 mét. Vâng, đấy. Đấy, nên là Diễn rất là ấn tượng về những cái anh chạy những cái đường điện đây quý vị ạ. Quý vị có thể quan sát là ở khu vực bên trong này thì nhà xưởng thì chúng ta thiết kế là cái khâu đường điện rất là quan trọng. Quý vị có thể quan sát ở đây. Ở bên trên này thì anh đi những cái đường điện ống gen cứng ở đây thì rất là gọn gàng. Giới thiệu với quý vị là muốn sản phẩm đẹp thì mình sẽ phải tỉ mỉ từ những cái nhỏ nhất. Từ những đường điện mình làm rất là cẩn thận, chi tiết, nói chung là bố trí đấy, gọn gàng. Ở khu vực này là mình sẽ là kê máy phải không anh? Giới thiệu với quý vị là đây là khu vực đây là mình sẽ để máy cắt máy cắt hai đầu và các toàn bộ cái hệ thống máy móc ở trong cái phần dưới cái sàn này. Đây là hai con máy cắt mình sẽ kê dọc ở phần này. Rồi. Máy khoét khóa rồi máy phay đố các kiểu nó đi ra ngoài kia, đúng không ạ? Thế là khu vực anh em đứng ở dưới này sản xuất đi cũng khá là mát đấy anh nhỉ? Bởi vì nó có một cái tầng sàn tầng 2 này thì mình sản xuất nó cũng sẽ hạn chế cái nóng.
toàn bộ xung quanh nhà xưởng là mình đã sử dụng hết tôn chống nóng để cho làm sao cho có một cái không gian làm việc mát mẻ nhất cho các anh em thợ. Đây là cái cầu thang di chuyển lên trên tầng 2 quý vị nhé. Quý vị hãy đón chờ một video khi mà cái nhà xưởng này của anh Trìu tại thành phố Thái Nguyên, sau khi mà anh hoàn thiện thì chúng tôi sẽ về chúng tôi review cho quý vị cùng trải nghiệm là tất cả những hệ thống máy móc cũng như là giá kệ anh set up và anh đi vào hoạt động, thì chúng tôi sẽ về và chúng tôi sẽ review cho quý vị cùng trải nghiệm nhà xưởng của anh Trìu nhé. Đấy, đây là quý vị yên tâm là trong cái thời gian nhà xưởng này thì anh dự kiến là hoàn thiện trong khoảng thời gian nào thì đi vào hoạt động? Thực ra bây giờ nó là những cái công đoạn cuối cùng để hoàn thiện, thì bên mình đang phấn đấu khoảng một tháng nữa để hoàn thiện tất cả từ khu vực sản xuất đến showroom rồi văn phòng làm việc. Thế là nó vào khoảng, mình cứ cho thoải mái thì nó rơi vào khoảng đầu tháng 8 dương lịch rồi, năm 2024 phải không anh? Rồi. Đấy thì khoảng tháng 8 thì tất cả hệ thống nhà xưởng của anh Trìu sẽ đi vào hoạt động, và quý vị khách hàng chúng ta đang theo dõi trên kênh YouTube của công ty nhôm Owin thì chúng ta hãy tìm đến một địa chỉ uy tín và tin cậy ở khu vực thành phố Thái Nguyên. Đó là chúng ta hãy kết nối đến anh Trìu, là một trong những đơn vị đại diện của hãng nhôm Owin tại thị trường tỉnh Thái Nguyên. Và nhất cự ly nhì tốc độ, quý vị có thể đến trực tiếp showroom cũng như là xưởng sản xuất của anh Trìu để trải nghiệm những cái bộ cửa anh lắp đặt trên showroom và trải nghiệm những cái sản phẩm mà anh sản xuất trực tiếp tại xưởng quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, là khoảng một thời gian ngắn nữa thôi thì chúng tôi sẽ hoàn chỉnh tất cả các mẫu cửa, thì kính mời quý vị gần xa là sẽ tới ghé thăm và được cảm nhận những cái sản phẩm trực tiếp tại showroom của bên mình. Đấy, quý vị có thể là đến trực tiếp showroom của anh, bởi vì là chúng ta đến trực tiếp showroom thì chúng ta mới hiểu hết được tất cả các cái hệ cửa hiện đại mới nhất ở trên thị trường. Và chúng ta trải nghiệm thực tế và chúng ta sẽ lựa chọn những cái phân khúc nào để phù hợp với túi tiền của chúng ta. Đó nên là anh Trìu anh ấy sẽ phục vụ quý vị là ở phân khúc 1,5 triệu đến 5,5 triệu ở trong những cái phân khúc sản phẩm của công ty nhôm Owin quý vị nhé. Nên là quý vị cứ yên tâm là tài chính khoảng 100 triệu trở lên là chúng ta có thể là được anh Trìu sẽ phục vụ và lắp đặt những cái sản phẩm của nhôm trực tiếp tại căn nhà của quý vị. Vâng, và cảm ơn anh Trìu rất là nhiều đã cho em một dành cho em một thời gian để một chút thời gian để review tất cả nhà xưởng cho anh chị khách hàng ở trên kênh YouTube của công ty nhôm Owin. Vâng. Và em chúc cho anh và công ty luôn luôn là thật nhiều sức khỏe, và trong cái mục tiêu của mình thì đã đề ra và chúng ta sẽ cố gắng tập trung đúng cái mục tiêu của mình. Cũng qua đây mình cũng xin cảm ơn anh Diễn và cảm ơn công ty Owin đã hỗ trợ bên mình. Dạ vâng, ok, cảm ơn anh. Rồi, xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Xin chào quý vị.